Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mà mình có mặt tại Gò Quao nè, cô chú anh chị các bạn. Hôm nay là lễ đưa nghe ngò nha. Để mình lên mình chia sẻ mình cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nha. Rất là đông cô chú anh chị từ nơi xa đến để tham dự cổ vũ cô chú anh chị. Rất là đông luôn. Trang trí rất là đẹp của chú chị. Ăn năm ăn thua lắm, cô nó cả là na xì na đấy.
Rồi viết liệt. Quyết liệt của chú anh chị ơi. Tiếp tục các chú anh chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.